Xin chào anh em. Hôm nay là 25 Tết rồi anh em ạ. Còn khoảng 3 hôm nữa là anh em nghỉ Tết. Vẫn livestream trực tiếp để chăm gió tư vấn cho anh em về màn hình Android, đồ chơi ô tô, đồ công nghệ ô tô. Đấy. Hôm nay thì mình sẽ quay lại chi tiết luôn, từng chiếc xe một luôn. Đây chúng ta sẽ có một chiếc, mình sẽ quay chiếc Mirai ở trước này. Bây giờ khoảng tầm 11 giờ trưa. 11 giờ trưa anh em ạ. Đấy, đầu này có khoảng một xe, hai xe nữa. Ba xe này, mình sẽ quay con xe này trước. Quay chiếc Mirai trước. Đây là cái phiên bản Mirai thì anh ấy đã trang bị cái bàn OLED C1 anh em ạ. Với mã OLED C1 này thì khoảng 3,8 triệu. Đấy, thì sẽ lắp zin vào chiếc xe luôn. Lắp như này thì chỉ mất khoảng tầm 20 phút, 15 phút là xong. Đấy, toàn bộ quá trình cắm giắc thì nó sẽ rất là nhanh. Và mình sẽ quay lại cái màn hình zin này. Đâu màn hình zin cho anh mượn nó. Đây là màn hình khi mà lắp lên anh em này. Đó, nó rất là đẹp. Rồi, em quay mặt trước này hộ anh. Đó, ở đây là cái mặt trước của nó này. Đấy, rồi em ốp zin vào đấy cho anh. Đấy, là xong thôi. Đấy, rất là đẹp. Ok, em dơ cái mặt cũ của xe lên. Đấy, thì đây là cái chiếc JVC cũ của xe này. Thì nó chỉ có 6 inch thôi, nó không vào mạng được. Thì anh thay lên cái mã này thì 3,8 triệu. Đấy, ốp cái là xong. Và hoàn toàn là cắm giắc. Đó, một chiếc xe. Cơ bản là có chiếc màn hình để anh em nghe nhạc giải trí. Quay đến chiếc xe thứ hai. Đây là chiếc Kia Cerato. Cerato thì anh trang bị một cái phân khúc cao hơn một chút. Đó, đây là mã OLED C2. Đấy, cái giấy của nó đây. Đây, mã C2 này thì nó bị phách rất là nhiều này, anh em lưu ý nhá. Rồi, cái hàng phách ấy thì nó không có cái này anh em ạ. Đấy, ví dụ như ở trên thân sản phẩm nào nó có cái mã cào đây này, anh em cào. Sau đấy là quét cái mã quét này đây. Đấy, thì nó ra để mình nhập cái mã code này vào thì nó mới xác định được. Hoặc là anh em nhắn tin đến cái mã cào này, đến 8077. Và phiên bản này là sử dụng cái màn QLED rồi, rất là sắc nét. Và đây là cái màn hình zin cũ của xe này. Thì cái bản này của anh chắc cũng khoảng được 6 năm rồi, 5-6 năm rồi. Đấy, thì anh lên cái bản Android 5,5 triệu. Đấy, toàn bộ quá trình là cắm giắc này. Cắm giắc zin nguyên hết luôn. Rồi, em cắm zin lên cho anh xem một chút về cái màn hình. Đấy, lắp cái này cũng rất là nhanh anh em ạ. Và trước anh có cái cam hành trình kiểu như này này, nhưng mà nó rất là hay lỗi nên là mọi người lưu ý đừng có lên lắp qua lại đấy. Đó, cắm là xong thôi. Đấy, thì mọi người có thể lắp cái sim vào nữa là chúng ta nghe nhạc. Cái sản phẩm này là nó có sử dụng cái độ phân giải là 720x1280, rất là nét. Lắp vào là nó zin luôn, rất là đẹp, đẹp hơn hoàn toàn. Rồi em bấm vào ứng dụng nhanh nào. Đó. Đó, rất là mượt mà. Ok, và quá trình đấy nó sẽ sát hết rồi này, toàn bộ luôn. Ok, thì cái mã sản phẩm này nó 5,5 triệu, anh em có thể nghiên cứu. Với cấu hình là RAM 2GB, ROM 32GB và sử dụng cái độ phân giải rất là cao, nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Ok, quay đến mã sản phẩm này thì còn cao nữa. Đây là chiếc xe Fadil anh ạ. Fadil này thì mình trang bị một cái bộ màn hình C1S liền cam 360, đang dán phim này này. Đó, mình sẽ quay một chút ở đây. Đó, thì đây là cái mặt dưỡng của nó, mình chưa bóc ra luôn, đang zin luôn. Cái mặt đài này, đây là CD nguyên gốc này. Đấy, thì nó béo xíu này, nó không có ổ đĩa, nó không có màn hình gì cả. Đấy, đây là bản bay. Thì sau đấy là mình sẽ trang bị lên cái bộ màn liền cam 360. Đây, mình quay đây cho anh em xem. Đấy, mã C1S thì có cả 4 cái mắt cam này này, cắm vào trước đầu DVD. Và giá của nó là 9,5 triệu. Tuy nhiên chiếc xe Fadil thì phải thêm 500.000 nữa anh em ạ.
Đấy. Và toàn bộ đấy thì đặc biệt là những anh em nào mà mới lấy xe ấy, thì trang bị cái bộ này thì lái sẽ rất là dễ. Đấy, có 4 cái mắt cam thì lái cực kỳ dễ. Còn đây là phim cách nhiệt. Phim cách nhiệt Ntech. Đấy. Dòng phim xịn anh em ạ. Giá cũng rất là phù hợp luôn, không phải mấy phim tàu. À, ví dụ như cái gói đây là Ceramic. Đó. Rồi ok. Quay đến chiếc xe này thì anh ấy đang trang bị cái cảm biến lùi. Đây là cái chiếc xe mà phiên bản này thì nó sẽ không có cảm biến, do vậy là mọi người mà cẩn thận thì lắp bộ cảm biến lùi. Thì mình đang trang bị cái bộ Steadmate. Đó. Chưa kịp cầm ra. Hôm nay hơi đông. Đấy thì anh lắp cả bộ cảm biến áp suất lốp Steadmate này. Hàng này là hàng xịn sò rồi. Đấy. Rất yên tâm. Và cái cảm biến lùi ấy thì cũng là Steadmate. Chiếc xe này là mới tinh luôn. Đấy, anh vừa lấy này, giấy bóng còn chưa bóc này. Đấy. Còn mới tinh luôn. Thì chiếc xe này thì mọi người nên trang bị cái màn hình nữa. Vì cái màn hình nguyên bản nó cũng bé xíu rồi. Mà nó không vào mạng được, nó không có gì cả. Đó. Còn chiếc xe Swift thì cực kỳ đẹp luôn à. Mọi người đi những chiếc xe Swift này thì nó hay độ, hay đổi màu. Đó. Về cái hệ thống đèn của Swift ấy thì mọi người độ đôi bi gầm. Đây, đôi bi gầm này như chiếc xe này này. Mình quay đến đây cho anh em, rất là đặc biệt luôn. Đây là chiếc Santa Fe. Thấy chưa? Chiếc xe này anh đã độ full bài rồi. Nhưng hôm nay lại độ tiếp tục độ lên cái bản mà rất cao cấp. Đấy là X8S. X8S để mình quay vào đồng xe. Chiếc xe này anh độ rất nhiều luôn. Đó. Bậc điện này. Đấy, bậc điện này. Thấy chưa? Ngầu chưa? Hò ra này. Rồi. Mã sản phẩm được lắp trên trang bị trên chiếc xe này là X8S. Bản này là RAM 6GB, ROM 128GB. Đấy thì chiếc xe này anh độ âm ly này, độ rất là nhiều thứ. Còn chiếc xe này mình sẽ quay lại sau vì hơi nhiều đồ. Đây, độ loa 3-way này. Đấy, 2N. Loa center này, loa chép này. Đây mình quay đây nó hơi ngược sáng một chút. Rồi, mình sẽ quay đến chiếc xe này sau vì chiếc xe này hơi chi tiết một chút. Rồi, quay đến cho anh em chiếc xe Vios này. Chiếc xe Vios này thì đang trang bị cái đôi xinông vào cái đôi bóng pha cốt nguyên bản. Đấy, pha cốt nguyên bản thì đối với phiên bản cao bản G này thì nó đã có bi rồi, nhưng mà bóng thì vẫn sử dụng là bóng sợi đốt thôi. Đấy thì chúng ta nên thay thêm một bộ xinông ao zoom. Đó. Cái sản phẩm này thì được bảo hành 3 năm. Đấy. Trên sản phẩm cũng viết là bảo hành 3 năm đầy đủ. Mọi người đã yên tâm. Còn phần bên dưới thì đây là cái halogen. Đấy. Halogen này. Thì mình thay bằng một đôi bi led. Đây mình quay bi led cho anh em xem. Cường cường xoay hộ mình cái bi led lên này. Đó. Len xanh tím rất là đẹp. Và bi led thì nó đơn giản này thôi. Đôi này là 2,8 triệu anh em ạ. Đấy thì cái này nó có 3 gam màu anh em chọn nhá. Đây là 5.500K là ánh sáng trắng này. 4.300K là ánh sáng vàng nắng và 3.000 là ánh sáng vàng chanh. Đấy thì đôi bên trên anh độ là 5.500 thì bên dưới cũng 5.500 cho nó cân màu. Đó. Thì đây là cái cách tăng sáng mà zin nhất. Chỉ xoáy đèn vào đây thôi, còn phần bên dưới thì là bắt cái ngàm zin hết, toàn bộ là ngàm zin. Đó. Thì ngoài ra thì anh em có thể chọn là bi xenon này, bi gầm led này. Bi gầm led thì cái ưu điểm của nó là nó tiêu thụ rất là ít điện. Đấy và cũng sáng rất là nhanh. Đấy, tốc độ sáng của nó chỉ đá phát là lên luôn. Bởi vì nó sáng bằng diode. Còn xenon là sáng bằng khí, do vậy là khí thì nó phải đủ đủ cái dòng điện vào thì nó mới có thể kích được sáng hết hoàn toàn. Đấy thì đây là cái cách độ mà
đơn giản và sáng nhất. Rồi, ví dụ như chiếc xe này anh em này, bi của hãng trang bị nhưng mà nó sẽ không được sáng đâu. Rất nhiều anh em kêu là nó sẽ không được sáng, do vậy là thường là mình độ những cái đôi bi này là độ 2 bi luôn. Đấy, ví dụ như cái gói mà Vios lúc nãy thì nó khoảng rơi tầm là loanh quanh 5 triệu. Thì cái gói này một đôi bi của nó mà thường độ ấy, bèo nhèo phải tầm 6 triệu rưỡi đến mười mấy triệu bi laser. Đấy, mặt ca lăng anh cũng độ hết rồi, rất là đẹp. Mình sẽ quay lại chiếc xe này cuối cùng. Đây, tiếp tục quay chiếc xe này là 30 mình vào dán phim này, dán phim lắp màn hình. Đấy, camera hành trình. Đây thì đang làm hết rồi. Đấy, đây ngày xưa anh độ cái camera này xấu chưa, rất là xấu luôn. Ok, mình sẽ quay đến chiếc xe này cho mọi người coi. Đây là chiếc xe VinFast mà mình đang độ đôi một quả Shop Pioneer. Đấy thì mình cũng đang đi trước VinFast thì loa của nó rất là bình thường em ạ, nó không được trầm ấm. Thì mọi người độ thêm quả loa trầm vào nghe rất là sướng. Thì loa trầm thì nó có nhiều mã, ví dụ như là cái mã sản phẩm mà mình đang trang bị cho chiếc này là Pioneer, sản phẩm này là hơn 4 triệu. Thì anh em có thể chọn là cái Nakamichi này hơn 2 triệu này, hơn 4 triệu này, hoặc là MTS 5 triệu rưỡi. Toàn những dòng ngon mà giá này rất là hợp lý, không bán vống lên cao quá cho mọi người, mà sản phẩm là chính hãng nhá anh em nhá. Hoàn toàn cái mã Pioneer này bị fake rất là nhiều, 120A có triệu mấy một đôi thôi, bị fake rất là nhiều luôn. À, và trên cái chiếc xe VinFast này thì mọi người nên phay thêm một chút ở đây này, nó như bản đủ luôn, rất là đẹp. Đấy, phay cái vành cho nó đẹp, sau đó sơn những cái chi tiết ở trong này màu đen. Đấy, chiếc xe này thì mấy anh em đã làm rồi, rất là đẹp. Đấy, chiếc xe này thì lắp loa trầm thì rất là mất công, nó phải tháo hết yên ngựa này ra để độ. Anh em độ mấy xe à, cái chiếc xe VinFast này thì anh em cũng lưu ý là chúng ta phải dùng cái layout nhá để kích tách cái đường loa trầm ra. Đấy thì đây là cái bộ layout. Ok, và đây là chiếc xe Santa Fe. Santa Fe này thì đây là cái mặt dưỡng này, mới tinh này. Đấy, và mã sản phẩm thì mình cũng chưa rõ là cái nào, chắc là chuẩn bị thôi. Đấy, chiếc xe thì đang khóa cửa. Ok, đấy là những cái dòng xe. Đây, chiếc xe này thì chắc là một mã nào đấy, nó khoảng tầm 5-7 triệu. Nếu mà anh em có tiền thì trang bị mã C8 New RAM 3GB, RAM 32GB giá là 7 triệu. Bản đấy là bản 5G, rất là ngon. Thì đấy là quay lại ngày hôm nay là 25 Tết. Những cái đồ chơi công nghệ này thì mình trang bị cho mọi người là có giá cả rõ ràng, cũng như là nó rất là hợp lý, nó đúng thời điểm, không bị đắt quá với những cái chi phí nó lên cao quá mà cực kỳ hợp lý cho mọi người. Thì những cái mã từ 3 triệu 8, 5 triệu mấy đến 7 triệu, không đến mười mấy triệu như các chuyên gia thuộc lĩnh vực khác. Đó. Đấy, lại tiếp tục thêm một chiếc xe CX5. Đấy, chiếc xe CX5. Đấy, chiếc xe đang lắp gì đây anh ạ? Đấy, chiếc xe CX5 thì đang trang bị. À, quay đến chiếc xe Santa Fe cho anh em xem. Chiếc này mới là tới bến này, siêu tới bến luôn. Đấy, K360 anh em gái hết rồi, gái hết đây rồi này. Đấy, cái mã X8S của con xe này đâu nhỉ? Xong như em X8S xe này xong chưa? Đó. Đối với cái mã sản phẩm mà cao cấp nhất hiện tại là mã X8S. Đấy thì RAM 6GB, ROM 128GB. Rất là cao cấp luôn. Cao cấp nhất hiện tại. RAM 6GB, ROM 128GB. Phiên bản 5G. Cực kỳ cao cấp. Giá là 19.8. Đó, cũng hợp lý, không đến hai mấy triệu như anh em truyền thông quảng cáo quá lớn. Đấy, thế thôi, mình quay lại một chút.
cho mọi người xem qua. Đấy là những cái chiếc xe đang đổ ở đây. Ok, chiếc xe này thì độ loa tất cả mọi thứ này, kể cả ghế điện, nhớ ghế, ca lăng, rất nhiều thứ. Rồi, cảm ơn anh em.